một cặp vợ chồng tại Anh đã may mắn thoát nạn sau khi căn nhà của họ bị một tia sét đánh trúng. Khoảnh khắc kinh hoàng đã được camera an ninh khu vực ghi lại. Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 9 tại Oxfordshire, Vương quốc Anh. Cặp vợ chồng đã may mắn sống sót khi cùng nhau ra ngoài ăn trưa trước thời điểm tia sét đánh trúng căn nhà của họ. Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, chỉ vài phút sau khi cặp vợ chồng ra ngoài, một tia sét lớn đã đánh trúng phần ống khói trên mái nhà. Dòng điện đã phá hủy mái nhà, làm hỏng các thiết bị điện và chiếc xe ô tô của gia đình. Theo nhà chức trách, lượng điện mà tia sét phóng ra ước tính lên tới 300 triệu vôn. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.